Chào tất cả anh em ha. Hôm nay xin giao lưu với anh em số cây mai giảo thơm nha anh em. Số giảo thơm. Được 3 cây giảo thơm. Cây cúc ban 6. Với còn lại là mai đại lộc nha anh em. Nụ cũng dữ lắm ha. Nè. Em coi nụ nữa ha. Rồi cây đầu tiên là cây mai giảo thơm nha anh em. Đế quá trời đế luôn rồi. Cây rất là đẹp ha. Nụ là xung xê luôn. Đó. Cúp nụ xung xê luôn. Anh nhiêu anh? Mình 15. Anh 15. Đo khúc tuốt dưới này thử coi. Đó, đây là đo tuốt trên đó nha. Ở dưới này là củ bự lắm anh em. 24 hoành luôn. Cao 2. Cao 1m2. 82. Cao 82. Đó, anh em coi nụ nè ha. Búp. Giảo thơm nha anh em. Quá trời luôn nè anh em nụ ha. Cây này về chơi Tết ok đó anh em ơi. Rồi cây mã số 1 anh em. Rồi giao lưu với anh em là, rồi để cho anh em 1.900.000 thôi. 1.900.000 em bao ship tặng nhà. Đó, cây mã số 1. Rồi lên đại đi. Lên đại đi. Rồi tiếp tục cây mã số 2. Cây giảo thơm nha anh em. Đó, nụ bông cũng rất là nhiều nè. Ha, anh em thấy ha. Đó. Cây mã số 2. Đế cũng tương đối khá lắm ha anh em. Hành 20. Cao 50. Cao 50. Rồi, cây giảo thơm nha anh em. Mã số 2 nè, anh em coi nụ nè ha. Búp nụ thì nhóc hết trơn nha anh em. Ngày về chơi Tết cũng ok lắm anh em ơi. Để rẻ anh em 500.000 thôi anh em ơi, bao ship tận nhà luôn. Khá là rẻ đó anh em ơi. Rồi tiếp theo. Này cũng giảo thơm nha anh em. Cây mã số 3. Đó, nụ cũng rất là dày đặc luôn. Đây. Đó, đây cái gì nè. Hình 19. Hình 19 nha anh em. Cao 47. Cao 47. Hình con thú luôn. Đó. Rồi, cây mã số 3 giảo thơm này cũng giao lưu với anh em 500.000 bao ship tặng nhà luôn anh em ơi. Số 3. Rồi tiếp tục cây số 4. Cây này là cúc 36 anh em. Nụ cũng dày đặc chân nè. Đó. Cúc với đầy lọc anh em lặt cho khoảng 20 ngày nha. Trước Tết 20 ngày. Hành 14. Hành 14. Cao 41. Cao 41. Cây này nụ dữ lắm nụ nha anh em. Tại lá nó vàng, nó vàng vậy nha anh em. Chứ mấy cây này bông dữ lắm bông ha. Một nụ này nó ra 5-6 bông nha anh em. Chứ không phải là một bông ha. 5-6 bông nữa. Anh em thấy dày đặc cây luôn á. Rồi cây mã số 4. Rồi giao lưu với anh em cây này 450 thôi, để rẻ luôn đó. Cúc 36 anh em về năm sau lấy Tết lấy giống cũng được nữa anh em ơi. Cây số 5. Cây đại lộc nha anh em. Đó, nè bút bông nè. Anh em thấy nha. Đại lộc thì bông quá trời bông rồi. Hành 14. Hành 14. Cao 31. Cao 31. Đại lộc anh em lặt trước 20 ngày ha, 20 hoặc 22 ngày trước Tết nha. Tại vì nó búp của nó chậm nở hơn mấy thằng kia, tại vì búp của nó bông bự đó, bông nhiều cánh á, ba mấy bốn cánh á. Do đó chậm nở hơn cái mà thường ha, anh em phải lặt trước nha. Rồi cây mã số 5. Cây này giao lưu với anh em là 350 thôi. Để rẻ luôn, 350.000 luôn. Rồi tiếp tục cây số 6. Cũng là mai đại lộc luôn anh em. Nè. Búp nè. Ha. Cây này là Tết là chơi là ok chứ nghe anh em. Cây này khá là đẹp ha, tàn mịn nè. Hoành 15. Hoành 15. Cao 41 luôn. Cao 41. Rồi cây mã số 6. Cây này thì em để cho anh em 500.000 anh em ơi. Mai đại lộc. Về chơi Tết anh em ơi. Rồi cây số 7. Này cũng là đại lộc nha anh em. Tàn quá trời tàn luôn. Ui ui nè anh em thấy búp bông ha. Vậy hết trơn ha. Cái này là một bông này nó nở nhiều bông lắm nha. Búp á, nở nhiều bông lắm. Hoành của nó là 17. Cao 38. Cao 38. Rồi cây mã số 7. Cái này giao lưu với anh em là
Rồi để cho anh em 450 đó anh em ơi, để rẻ cho anh em về chơi Tết luôn. 450 mà em bao ship luôn ha. Cây số 8 cũng là đại lộc luôn. Đó, này có 10 cây ha anh em ơi. Nè anh em thấy búp bông này ha. Rất là nhiều. Này giờ để Tết để bàn chơi được ok anh em ơi. Anh 13. Cao 28. Cao 28. Rồi cây mã số 7. Cây này giao lưu với anh em nè, búp bông dữ lắm nhiều nha. Thôi để anh em 350 rồi, để anh em về chơi Tết luôn á. 350 thôi, quá rẻ anh em ơi. Rồi cây số 9. Cũng đại lộc luôn. Đó. Búp bông cũng vậy luôn nè anh em nè. Đó. Rất là nhiều búp bông. Hành 16. Cao 46. Rồi cây này để anh em là cây số 9 nha, để anh em 450 thôi. Bao ship tặng nhà luôn, mai đây lọc chơi Tết luôn anh em ơi. Này mấy cây này để bàn ok lắm nghe nè. Giá cũng rẻ. Cây số 10 cũng là cây cuối cùng. Đó anh em coi búp bông nè ha. Đó. Đây cũng vậy nè. Đó. Rồi. Cây này để thú quái lắm em nè. Thú quái nằm ha, nằm chờ giờ xuống luôn nè. Đó. Nằm chờ giờ luôn ha. Anh em thấy mình búp bông nè ha. Đó, dở cho anh em xem. Đây cũng vậy nè. Đó. Quanh 17. Quanh 17. Cú nằm luôn nha anh em. Cao 32. Ồ chung nữa cái này để rẻ cho anh em 400.000 để anh em chơi Tết luôn anh em ơi. Cây số 10 cũng là cây cuối cùng của clip nha. Hàng này quá rẻ anh em ơi. Mà bao ship luôn nghe nè. Tính ra giá trị cây có 100 mấy 200.000 anh em ơi. Rồi, xin chào anh em ha, hẹn gặp lại anh em clip sau ha. Anh em nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất nha anh em. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh em clip sau.